Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi các chị. Một trong những cái tuổi mà em có thể nói là bị trực thái tuế, bị xung thái tuế và có những cái sao hạn vận niên cũng như là các cái phúc tinh tài tinh nội tại không được tốt đẹp cho lắm. Em có thể tóm gọn như thế này, trong những người tất cả những người của lục thập hoa giáp á, thì về nữ á, thì người Bính Ngọ có thể nói là người thuộc top 3 con giáp xấu nhất, trong đó có người giáp Tý nữ mạng nè, dâm Tý và người Bính Ngọ ha, rồi là người nữ Canh Ngọ. Thì đây là top 3 con giáp có thể nói là chịu nhiều cái sự xung chiếu sao xấu, mệnh xấu ở trong cái năm này. Và để xem cái năm này nó xấu như thế nào và nó tốt ở đoạn nào để mà các chị phòng tránh. Hy vọng rằng là các chị xem và ứng dụng được những cái thông tin em sẽ tổng hợp sau đây đối với tuổi của các chị, mà để hạn chế bớt những cái thiệt hại, những cái không tốt đẹp ở trong cái năm này. Đầu tiên hết là mình sẽ xét xem coi người tuổi Bính Ngọ là như thế nào. Người tuổi Bính Ngọ thì năm nay sinh năm 1956, năm nay là 55 tuổi. Nữ mạng thì sẽ sanh từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến ngày 08 tháng 2 năm 1967. Những người sinh trong khoảng thời gian dương lịch này là những người sẽ phải chịu sự chi phối của tử vi phương Đông, tử vi của người Bính Ngọ, nữ mạng. Mạng là thiên hà thủy, người ta gọi là nước sông thiên hà thủy, tức là sông ở trên trời. Nước trên trời có nhiều người kêu là nước mưa, nhưng phải là cái sông, dòng sông của trời ha. Người ta gọi là cốt thì con ngựa, nhưng mà tướng tinh thì con thuận luôn, cho nên là thuộc mệnh thủy. Gặp cái năm Canh Tý năm 2020 là một năm thổ, như vậy là bị bổn mạng bị thổ của năm tương khắc. Đây là một cái điều không tốt đẹp, chủ về đau ốm, công việc gặp nhiều khó khăn, không tốt về mặt sức khỏe, ra đường đi đứng cẩn thận, bổn mạng hơi suy yếu, thậm chí là nguy nan ở những cái tháng xung của tuổi mình. Rồi, sao chủ của năm thì các chị bị sao có thể nói là cái hung tinh xấu nhất cho nữ chiếu mạng, đó là sao Kế Đô. Mà Kế Đô là một hung tinh thuộc hành thổ, vốn dĩ khắc thủy, cho nên là cái sao này nó sẽ có cái tác hại của nó nặng nề đối với cái người mà nữ mạng Bính Ngọ. Từ vì sao cái sao mà cái thuộc tính của cái sao hành thổ này á, là người mà bị cái sao mà Kế Đô mà chiếu mệnh á, thì dễ gặp tai nạn, hao tốn tiền của, dễ sinh chuyện thị phi tai tiếng, bệnh tật, hay gia đình có cái chuyện buồn tan khó, luôn luôn cảm thấy mình âu lo, đề phòng họa vô đơn chí, hay trong nhà có chuyện mà không may. Cái tháng mà cần phải để ý nhiều đối với người mà Bính Ngọ nữ mạng đó là tháng 5, tháng 5 âm lịch và tháng 11 âm lịch, hai cái tháng khá xung với tuổi của các chị ở trong năm này. Thì lát nữa mình sẽ biết tại sao là tháng 5 nó không tốt cho mình và nó ra sao ở trong cái phần mà em sẽ nói vận hạn 6 tháng đầu năm. Hạn của năm là hạn thiên tinh, một cái hạn đem đến rối rắm, tranh chấp, buồn phiền. Gặp hạn thiên tinh thì nên đề phòng những cái việc bệnh nạn, ra ngoài cẩn thận gặp phải tai bay vạ gió bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh thị phi tai tiếng. Nữ giới mà gặp cái hạn này thì không thường không tốt đẹp lắm ở cái bệnh mà máu huyết phụ khoang là của nữ. Không trèo cao hoặc là làm cái việc gì nguy hiểm, đây là một cái năm không tốt lắm về bổn mạng, tính trên cái hạn thiên tinh. Đặc biệt là hạn này dễ dẫn đến cái người bị kiện thưa, tranh chấp tài sản rồi đất đai đâu ha. Vận niên của năm là một vận niên cũng khá là xấu, đó là vận niên Cẩu cùng phong,
tức là con chó điên á, con chó hoặc là con chó điên dại, gặp gió độc. Thực sự là một năm khó khăn bởi tài lộc khá là eo hẹp, sức khỏe kém mà tâm trí lại hay phải gặp những chuyện buồn lo, dễ gặp tai nạn ví như là chó mà bị giò, bị trúng chó vậy đó. Cần phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng hoặc là nhịn nhục. Năm nay nhịn chưa đủ rồi phải nhục nữa, thì mới mong cầu rằng cái năm nó qua một cách nhẹ nhàng. Đây là một năm thật sự là xung. Xét về tử vi vận mạng ha, sao hạn nhìn từ vẻ bên ngoài, nhìn vô là thấy mạng xấu nè, thiên can sao xấu nè, hạn xấu nè, vận niên xấu, thiên can thì cũng không tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ bính của bính ngọ nó khắc chữ canh, người ta gọi là đây là thiên can tương khắc năm, chủ về một năm rất là phải tốn hao tâm lực ở trong công việc làm ăn. Nếu như các chị mà ở trong cái môi trường quan vận, đây là một năm có thể nói là gần như là hổ mà bị cắt vuốt, mình phải ngồi chơi xơi nước hoặc là không có được cái cơ hội để phát huy. Còn đối với các chị mà kinh doanh thương mại, đây là một năm công việc sẽ đem đến nhiều cái điều phiền toái không tốt đẹp. Địa chi ngọ gặp tí là lục xung, tình cảm gia đạo gặp nhiều khó khăn. Như vậy xét ha, mạng hạn sao thiên can địa chi gì, nó tất cả có 7 cái thì 7 cái đều là xấu cả, xét về cái tử vi bên ngoài. Như vậy thì rõ ràng đây là một năm không phải là thành công đối với người bính ngọ nữ mạng, xét về nhiều mặt. Cho nên năm nay vẫn chưa phải là năm thuận lợi để mà bung lớn. Tuy nhiên là em có xét thấy là nữ thì 6 tháng đầu chịu nặng, nhưng mà 6 tháng sau thì nhẹ nhàng hơn, chỉ sót ở trong cái tháng 11 thôi, xong cái tháng 6 tháng sau chỉ xét trong tháng 11 thôi. Còn ngược lại thì nam là 6 tháng sau mới là vất vả. Xét về tọa cung tiểu vận á của các chị ở trong năm Canh Tí 2020 thì có các sao như là Quốc Ấn nè, Hoa Cái, Long Trì, Tử, rồi Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, nhưng bị tuần án ngữ. Như vậy có thể nói rằng đây là một năm không có nhiều cái bộ sao nói ở trong cái tọa cung tiểu vận mình á, mọi việc là làm ăn thì không suôn sẻ, bỏ tiền ra đầu tư thì được thôi chứ còn chưa thấy được cái sự thu lại. Đây là một năm có thể nói tiếp tục là xét tọa cung tiểu vận là không tốt đẹp. Còn ở trong cung hạn thì có rất may cho các chị thì có Phượng Cát, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Vọng. Nội tại của cái tọa cung tiểu hạn này thì có khá nhiều cái phúc tinh, đặc biệt là Thanh Long và Phượng Cát, Giải Thần. Thì hy vọng rằng với cái Phượng Cát, với cái vận thế, tức là với những cái sự giúp đỡ ở bên ngoài của mình sẽ đem đến nhiều cái điều tốt đẹp. Đặc biệt tọa cung tiểu hạn mà có Giải Thần, một trong những cái gọi là phúc tinh chuyên đi hóa giải phá và bại tinh, hy vọng rằng với cái phúc tinh này nó sẽ lan tỏa cái sức mạnh của mình mà hóa giải bớt cái sự xung khắc của những cái bộ sao như là Thiên La hoặc là Địa Võng. Quả Tú gặp Địa Võng là rất dễ xảy ra chuyện chia lìa tình cảm trong gia đạo. Các chị đã có 55 tuổi rồi mà còn phải có những cái chuyện buồn phiền trong gia đạo như thế này thì thật sự là một điều rất là đáng tiếc. Tuy nhiên là nếu như là mình có phúc đức, mình có đức năng thì hy vọng rằng cái việc này nó sẽ không còn vì là phải là vấn đề quá khó khăn của mình. Cung nhị hợp, cái cung mà nói về cái phần mà gia đạo tình cảm, phần nhiều về tình cảm của một cái người ấy, thì có cung Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Mộc Dục. Đây là bộ sao rất tốt cho cái việc mà gần như là có Thiên Hỷ là có cưới sinh hoặc có thêm người thêm cháu. Đây là điều tốt đối với các chị người mà tuổi này. Đào Hoa, Phúc Đức có cái sự vui vẻ về tình cảm bạn bè ở phương xa. Lâu ngày gặp lại, có nếu mà đối với các chị độc thân thì
có nhiều cái niềm vui, có người an ủi, thậm chí là bầu bạn quan tâm hơn cả cái tình bạn một tí xíu ha. Chứ còn mà ở tuổi này rồi mà muốn gì nữa đâu mà kéo thêm cái người về, đúng không? Ở đây chị đã 55 rồi thì chủ yếu là cái phần mà làm sao để có được cái người bầu bạn nói chuyện vui vẻ là thành công rồi ha. Còn cung tam hợp thì có các sao như lộc tồn bác sĩ, tràng sinh, bạch hổ, nhưng bị thái tuế tướng quân, thái tuế đi trước tướng quân đế vượng, thì rõ ràng đây tướng quân đế vượng mà đi rời thì tốt, nhưng mà thái tuế đi trước tức là đem theo hạn ở trong sao mệnh của mình. Tức là nếu như mà giải thích đơn giản như ví dụ giống như các chị đang ở trong cái môi trường làm quan vận hay là kia, thì đây là một năm chắc mình sẽ bị như em đã nói ở phần trên, bị con hổ bị cắt, mình phải lùi về, mình đang bị coi như mất đi tầm ảnh hưởng. Còn ở trong công việc làm ăn thì đây là bộ sao do thái tuế đi trước sẽ đem đến nhiều cái khó khăn vận hạn ở trong cái sự vượng lên của mình. Đế vượng tức là vượng phát về tài lộc. Tuy nhiên có lộc tồn đi trước bác sĩ tràng sinh như vậy thì cẩn thận cái việc là phải hao tài tốn của ở trong cái việc mà sức khỏe bổn mạng, đặc biệt là tràng sinh. Bác sĩ đi trước tràng sinh thì không phải riêng bản thân mình mà có thể là cho chồng, cho con, là phải gây ra hao tốn cho bản thân. Đây là một trong những cái điều mà khá là không có vui vẻ. Như vậy thì em đã tổng hợp tương đối cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 với khá là nhiều. Nó phải nói rằng đối với các chị năm nay là so với điểm số em chấm chỉ có 2 thôi. Cho tất cả mọi thứ về công việc, tài lộc, gia đạo và tình cảm đều có những cái sự xấu ở trong cái việc này. Hy vọng rằng là các chị vốn dĩ là những người khá là nóng nảy, cái ào thì thôi, nhưng mà năm nay nên ào thì được ào, nhưng mà nên phải biết khống chế lại cái bản thân mình để mà đề phòng cái hung hại. Có thể vì một phút nóng nảy mà sẽ xảy ra những cái chuyện mà rất là không tốt đẹp. Đó là một cái điều đáng tiếc, đúng không? Không phải là hăm dọa hay là gì, hy vọng là em chỉ tổng hợp những gì sách viết, những về thông tin em tìm hiểu được để mà đưa ra cái nhận định đây là một năm tương đối khó khăn để các chị biết cách mà phòng tránh. Chứ với một cái những cái người mà đã lớn hơn em cả 12 tuổi thì cái kinh nghiệm sống, cái cách nhận định thì rõ ràng là hơn em ha. Rồi đó là cái tử vi của năm. Bây giờ mình sẽ xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao. Thì thường cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó chỉ là cái phần chi tiết hơn của cái tử vi thôi, chứ còn nó không bao giờ đi ngược lại được cái tử vi. Trong tử vi cả năm nói xấu thì không thể nào mà cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó tốt được. Nó phải nằm ở trong cái sự đó, sắp xếp đó. Nhưng nó chi tiết hơn để mà các chị có cái để mà nhận định là đúng là xấu thiệt, nhưng không phải tháng nào của cái năm này nó cũng xấu. Chắc chắn là nó sẽ có tháng trồi lên sụt xuống, chứ không phải là tháng nào cũng sụt xuống hết, xuống luôn, nhất là xuống tới đáy luôn, chịu không nổi đâu, đúng không? Rồi tháng đầu tiên của năm Canh Tý 2020 tức là tháng Mậu Dần. Mà tháng Mậu Dần thì thuộc thổ, cũng giống như năm thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp. Năm khắc bản mệnh, bây giờ tháng khắc bản mệnh thì rõ ràng là bộ mạng sức khỏe của các chị phải cần chú ý. Nói vui với là sụt khục khạc rồi, hơi mệt rồi. Mà cái bộ mệnh mà khắc tháng như thế này nó không chỉ ảnh hưởng tới bộ mệnh mình không đâu, nó còn ảnh hưởng đến cái việc mà nó khống chế cái phúc tinh và tài tinh. Ví dụ giống như là ở trong cái tọa cung tiểu hạn của các chị nó có cái sao phúc tinh số 1 mà coi như là tốt nhất đi, là Phượng Cát và Giải Thần, Giải Thần và Phượng Cát, Giải Thần và đến Phượng Cát, thì rõ ràng là ông này mà ông bị khắc mệnh như vậy thì bổn mạng và sức khỏe của mình đã ảnh hưởng được, ông đó ông cũng ảnh hưởng luôn. Ông mất cái tác dụng thì ông sẽ để ông chuyên đi hóa giải các cái phá và bại tinh mà có thiên la địa võng nó này kia, thì rõ ràng là ông không có tác dụng thì thiên la địa võng nó sẽ hoành hành
rất dễ gây ra hao tổn. Thiên can Bính Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Bính là hỏa, nạp âm của Mậu Kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của tháng Giêng là sinh xuất. Đây là tháng hao tài, nhưng không lớn, hoặc là nằm trong cái sự toan tính của các chị ở trong cái năm rồi. Địa chi Dần Ngọ thì lại thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tức. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu mà còn ảnh hưởng cho các cái mối quan hệ làm ăn. Có thể là gặp với nhân chỉ bảo mình công việc hay là gì đó tốt đẹp. Được rồi, tiếp đến đó là tháng 2. Tháng 2 âm lịch của cái năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão cũng lại là một tháng thổ. Như vậy thì bổn mạng và sức khỏe cũng không khác tháng Giêng đâu, với thổ khắc thủy, cũng bị năm là thổ khắc thủy luôn, cho nên bổn mạng và sức khỏe yếu lắm. Các chị cẩn thận giùm em một tí xíu ha. Rồi là địa thiên can là Bính Kỷ cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đây là tháng tiếp tục là một tháng sinh xuất về nạp âm ngũ hành, sẽ gây ra hao tốn tiền tài với Bính là hỏa, Kỷ là thổ, là sinh xuất nạp âm ngũ hành, hao tốn. Nhưng mà một là nằm trong khống chế của các chị biết trước sự đó rồi, hai là đây là cái thời điểm mà các chị bỏ ra đầu tư. Mình biết rồi. Địa chi thì không tốt đẹp như tháng Giêng, với Ngọ Mão, Tý Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão sát nhau trong tứ hành chung. Đây là một trong những cái nhóm địa chi sát nhau trong tứ hành xung, thì Tý Ngọ thì là lục xung, Ngọ Mão không phải lục xung nhưng mà nó cũng không tốt đẹp, khá gần nhau ở trong cái tứ hành xung, thì cái việc gia đạo tình cảm sẽ dễ gây buồn phiền. Đặc biệt là con trai đối với mình, hoặc là cái người đàn ông đối với mình ở trong gia đạo của mình ha. Rồi đó là tháng 2 với bổn mạng. Hai cái tháng đầu tiên, tháng Giêng tháng 2, bổn mạng không được tốt đẹp. Tháng 2 thì còn xấu hơn, với cái gia đạo tình cảm có chút vấn đề. Đến tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Canh Thìn đó, tháng Canh, năm Canh tháng Canh, coi thử tốt không. Tháng Canh Thìn thì thuộc Kim. Như vậy á thì bổn mạng và sức khỏe là gì? Thổ sinh Kim. Bổn mạng bị sinh xuất đỡ hơn thằng trên. Trong cái bổn mạng mà gặp tháng thì bổn mạng bị tháng khắc là xấu nhất, rồi bổn mạng khắc tháng xấu nhì, tới sinh xuất là xấu hai. Khi mà bổn mạng sinh xuất thì bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu, không quá nặng nề nhưng bị suy yếu thôi, đúng không? Thiên can thì chữ Bính nó khắc chữ Canh. Thiên can khắc tháng, công việc gặp chống phá không thuận lợi. Mới có đầu năm vô 2 tháng thấy em 2 tháng thì sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Bây giờ tới thiên can tháng thứ 3 thì thiên can tương khắc tháng. Rõ ràng là em nói đâu sai không? Ở trên nói về công việc làm ăn năm nay không tốt đẹp, thì rõ ràng xuống dưới này chi tiết hơn thì nó cũng phải thể hiện điều đó ha. Rồi địa chi Thìn Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy tháng 3 thì vẫn không tốt đẹp về bổn mạng, nhưng mà nhẹ. Rồi là đặc biệt là tháng thiên can khắc tán, công việc dễ gặp chống phá, không thuận lợi trong làm ăn. Ngon phê ha. Rồi địa chi thì tốt đẹp tình cảm đi, không nói. Tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng Kim. Như vậy bổn mạng tiếp tục là tháng 3 là Kim sinh Thủy, là tương sinh về bổn mạng, sorry nha. Vậy như vậy là tháng 3 là tốt về bổn mạng, chỉ là làm ăn không tốt thôi ha. Tháng 4 cũng là tháng Kim, như vậy mà gặp mệnh Thủy mà gặp tháng Kim là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt. Và khi mà bổn mạng sức khỏe tốt thì phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, đặc biệt là phục tinh giải thần tốt sẽ phần nào khống chế bớt những cái phá và bài tinh, đặc biệt là thiên la và địa vọng. Một cái năm gọi là trên trời thì nạn, dưới thì bẫy ha. Rồi địa chi
thiên can của chữ Bính, thiên can của tháng tư là Bính, gặp Tân là thiên can thuộc ngũ hợp. Như vậy thì tốt đẹp cho công việc. Thiên can thì thuộc ngũ hợp là cái tháng thành công về công việc, tài lộc, hanh thông, mọi điều tốt đẹp. Ok. Địa chi Tỵ Ngọ tự chủ bình hòa. Đúng rồi, Tỵ Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xuất khác nhau. Cho nên gia đạo tình cảm cũng giống tháng 3, vui vẻ, ổn thỏa. Tốt. Như vậy thì tháng 4 chỉ còn vẫn phải để ý cái bộ mạng một tí xíu với phần sinh xuất về bộ mạng thôi. Chứ còn mà thiên can thì quá đẹp, địa chi thì không có việc gì quá lớn lao mà xảy ra buồn phiền. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Mà tháng 5 âm lịch là cái tháng mà hồi nãy mình đã nói ở trên là có nhiều cái sự không tốt đẹp đối với người nữ Bính Ngọ, vì cái sao nó, cái sao cái đồ nó hoành hành nhiều, cũng như là tại sao nó xấu. Nhìn vô đây nè, mình sẽ viết cho xấu tại sao. Vì bản mệnh là bị tháng năm âm lịch là tháng mộc mà, như vậy bản mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất sức khỏe cần cẩn trọng. Đây là cái điều mà sinh xuất bổn mệnh, bổn mệnh suy yếu. Thiên can là chữ nhâm, nó khắc chữ Bính, chữ nhâm của tháng Nhâm Ngọ này nó khắc chữ Bính. Tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc để gây ra những cái phiền toái của mình. Đặc biệt là các chị làm ở trong cái môi trường quan vận lãnh đạo, ở vị trí của ở tuổi của các chị lãnh đạo chuẩn bị về hưu hay là như thế nào đó thôi, chứ còn không thể nào là một cái người bình thường được. Phải cẩn thận một tí xíu. Rồi á, tháng Ngọ gặp tuổi Ngọ là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, gia đạo cẩn thận, không vui vẻ. Theo như nãy em nói ở trên, tháng 5 là cái tháng không tốt đẹp, thì rõ ràng không, bổn mạng thì bị suy yếu, thiên can thì bị tương khắc, địa chi thì năm sinh tháng tuổi, rõ ràng đúng là không có tốt đẹp. Là các em thì vốn dĩ là bạn cẩn thận cả năm rồi ha, nhưng mà tháng này em phải cẩn thận nhiều hơn nữa ở rất là nhiều việc. Tháng này em không, nếu là em sẽ không làm việc gì lớn đâu, em sẽ gói gọn mọi thứ lại cho ngon lành. Bản thân em là chữ mậu ngọ của em cũng không tốt đẹp trong cái tháng này, nhưng mà đỡ hơn một tí xíu là chữ mậu của em khắc chữ nhâm, còn các chị là chữ nhâm nó khắc chữ Bính, công việc dễ rơi vô bế tắc, đau đầu lắm nha, cẩn thận. Rồi tiếp theo đó là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc, cho nên bụng mạng và sức khỏe tiếp tục bị sinh xuất yếu, không có tốt đẹp cho lắm. Cho nên là cần cẩn thận. Thiên can canh với lại Bính không xung không, quên lộn, Quý với Bính không xung không hợp là về trạng thái tử phong thủy, tử vi nạp âm ngũ hành thì cũng tốt đẹp, cho nên là không có vấn đề ở trong công việc, đỡ đần hơn tháng năm. Đặc biệt là địa chi của tháng này là Mùi gặp Ngọ là thuộc nhóm lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho ảnh hưởng cho các mối quan hệ ở trong công việc làm ăn. Như vậy có thể là tháng 5 mình gặp công việc bế tắc, tháng 6 là một cái tháng mình dễ gặp quý nhân, thì có cái người chỉ bảo hoặc là giúp đỡ mình vượt qua các hoạn nạn của tháng 5 để lại. Còn công việc thì vẫn chưa có gì tươi vui đâu, mới chỉ là bình thường thôi, bớt cái sự chống phá của, như giống như tháng 5 thôi. Bổn mạng sức khỏe thì khá giống tháng 5 hồi nãy mình nói rồi ha. Như vậy thì với cái tử vi, cái vận hạn của 6 tháng đầu năm báo hiệu sẽ nhiều khó khăn chứ không phải là tốt đẹp gì cả. Tự vì nó vẫn là cái phần chi tiết của cái tử vi cả năm thôi. Tử vi cả năm mà không tốt thì vận hạn cũng chắc chắn sẽ không tốt. Cho nên là các chị thì em cực kỳ phải cẩn thận nhiều điều ở trong cái năm Canh Tý. Một cái năm gọi là xung thái tuế, sau hạn vận niên không được tốt đẹp cho bản thân của các chị. Hy vọng rằng những cái thông tin mà em tổng hợp vừa rồi chia sẻ đến với các chị sẽ là một cái hành trang nhỏ để các chị có cái nhìn tổng quan vào cái năm xung thái tuế, mà đưa ra những cái nhận định, đưa ra những cái đường hướng trong công việc làm ăn để có một năm tương đối không có thất bại. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Bính Ngọ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như là Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới.
để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân trong gia đình của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.